Xin mời các bạn đến với Thánh Địa Gò Sòi, số 50, đường số 16, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây là cuộc chiến duyên nợ đầy kịch tính nha các bạn. Ở đây trước màn hình ống kính của Lâm là Hoàng Di, Cọp Gò Sòi và Gơ Tây. Còn bên kia là Thọ Bến Tre, Kỳ Cho Lửa, cao 1m41 các bạn. Còn tôi là Bình Luận Viên Tào Lao, chào Bí Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm, Ba Lao, Tô Ly. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. 2-0, nghiêng về Cho Lửa và Thọ Bến Tre. Một pha phòng thủ quá hay của Gơ Tây, đáng tiếc Hoàng Di đội bóng bay ra ngoài. Ba không. Một pha tự sát tại đống lát của Lửa. 1-3. Đây là cuộc chiến duyên nợ giữa anh em quận 12 và Hóc Môn gặp gỡ Gò Sòi nha các bạn. Một pha không cảm giác của Hoàng Di. 4-1. Em gọi uống gì đây, có đều anh gọi cho. 1 pha cứu bóng bất thành của Gơ Tây. 5-1. Gơ Tây và Hoàng Di chưa kịp đóng máy các bạn ơi. 6-1. Lại là Hoàng Di. 7-1. Lửa Lửa không phải là ngoại lệ. 2-7. Một pha cắt bóng tốt của Hoàng Di. 3-7. Đây là set đầu tiên mới vào nha các bạn, cho nên hai bên còn đôi co. Cái này gọi là cái gì? Ki đầu dò. Cái nào gọi là ki? Bắt tay cái này gọi là ki á hả? Ở ngoài kia gọi là điểm á. Lại là Lửa Lửa tự sát tại đám lát. 4-7. Tám bốn đội sân. Một pha quá khó cho Gơ Tây. Buổi chiều ngày nào giống như ngày nào, Gò Sòi thường thường có biến khơi khơi. 8-4. Một pha công lưới quá tốt của Lửa Lửa. 9-4. Không hiểu điều gì đang xảy ra với Gơ Tây và Sang và
Hoàng Duy cộp rồi rồi. 14. Hoàng Duy không hiểu điều gì xảy ra. 11. 11-4. Quá hay cho Thọ Bến Tre. Quá hay cho Lửa. Rất cảm giác khổng vừa rồi. 12-4. Đây là những kèo ân quán duyên nợ với nhau các bạn. Lại là Hoàng Duy tiếp tục tự sát. 13-4. Thật sự một cái kèo này gặp nhau không biết như thế nào. Quá bất ngờ các bạn ạ. 13-4. Thật sự quá bất ngờ cho cái kèo này. Đây là những ngày giữa tuần nha các bạn. Nhưng sân thánh địa Gò Sòi lúc nào kèo chế cũng nóng các bạn ơi. Các bạn nào có đam mê kèo chế thì hãy đến đây nha. Đang cáp kèo tiếp tục các bạn ơi. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai tiếp tục nha. Tỷ số quá cao, quá chênh lệch. 13-4 bên cặp Hoàng Duy Gò Sòi và Gơ Tây. Bỏ cổ chạy lấy người. Các bạn nào thích kèo chế đầu dò kỳ đội thì nhớ xe và le và xe các bạn. Thank you các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh để làm mua được rồi. Ok man, vô hàng.